Xin chào các bạn, là mình là Lê Văn Lộc và bây giờ là buổi tối rồi, mình hơi mệt nhưng mà mình vẫn háo hức để làm một cái review cho các bạn. Thì ở đây là mình đang có một cái hộp, các bạn có thấy là cái bì carton rất là đẹp đấy. Thì cái chữ này là chữ Z-Cup, Z-Cup của công ty Z-Cup vậy. Thì thật ra thì là đây là một công ty buôn bán theo mô hình đa cấp và mình đã tham gia cái hình thức buôn bán hàng này. Và với cái hình thức buôn bán hàng này thì là mình mua sản phẩm về dùng và cái việc mua sản phẩm này cũng là cái yêu cầu của công ty để bắt chúng ta trở thành người bán hàng. Chúng ta phải mua một món hàng trên 100 DB tương ứng với khoảng tầm 4 triệu rưỡi trở lên, thì nó sẽ đạt được một cái gọi là một cái mức quy định của công ty ấy để trở thành thành viên bán hàng cho công ty, Thì thực ra thì đây là cái món hàng này mình có thể dùng hoặc là mình cũng có thể bán cho người khác đấy, nếu như mình không dùng. Thì ở đây họ gửi cho mình một cái hợp đồng mua hàng. Đây là hợp đồng mua hàng. Thì ở đây mình đã đặt tổng là bốn thứ. Thứ nhất là dầu gội đầu, thứ hai là bộ chăm sóc cơ mà da mặt, và thứ hai là bộ làm sạch và nâng cơ, và cuối cùng là một cái lọ uống bảo vệ sức khỏe, và nó như là thực phẩm chức năng. Họ gửi rất là đấy. Thì mình đặt hàng sau 2 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc tính từ lúc mình đặt hàng, thì đã nhận được. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là họ đóng gói này cũng giống như là Lazada và các hãng khác, họ đóng gói cực kỳ cẩn thận đấy, rất là cẩn thận luôn, nhét những cái này vào rất cẩn thận. Thì đây là mình sẽ lấy ruột nó ra rồi mình sẽ giới thiệu các bạn là mình đã mua cái gì và giá nó là bao nhiêu tiền nhá. Thì đây là 4 món rồi, bạn thấy một hai này, bốn món này. Đây này, những nhà lãnh đạo toàn cầu Z-Cup từ chất liệu đến sản phẩm, giá tốt hơn, chất lượng ưu việt hơn. Đấy, đây là cái hộp. Đây, hộp này rất đẹp, rất dày. Đấy. Thì mua với một cái số lượng là hơn 2 triệu đồng thì sẽ không bị mất tiền ship, tức là free ship với một đơn hàng hơn 2 triệu đồng. Đấy. Thì các bạn thấy đây cái hộp này. Với sản phẩm này thì mình mua để đáp ứng cái yêu cầu của công ty, đó là trở thành thành viên của công ty. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Mình đã từng ngửi thấy cái mùi rất là thơm rồi. Đó là từng sản phẩm một. Đầu tiên thì cái hộp này là to nhất đúng không? Màu trắng. Và trên này chữ care cell, có nghĩa là care cell, care là bảo vệ, cell là hình như là da sao đấy, bảo vệ da. Care cell hay là tế bào, cell chính là tế bào, cell là mình không ấy, nó cũng không nhớ lắm. Thì nó là như vậy. Thì ở đây nó sẽ có một cái bản bằng tiếng Việt, cũng có tiếng Việt các bạn, rồi là tiếng Anh và tiếng Hàn. Thì thật ra thì nói thật với các bạn thì cái sản phẩm này tương đối là đắt đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì nó là sản phẩm của Hàn Quốc và chúng ta mua trực tiếp của Hàn Quốc luôn, mua trực tiếp của công ty Hàn Quốc, chứ không mua qua bất cứ một công ty hay là qua bất cứ một cái cửa hàng hay qua bất cứ chỗ nào cả, mà đây là mình đăng ký trở thành thành viên, cho nên là mình mua trực tiếp của công ty luôn. Với cái giá của cái hộp này là 2,1 triệu hay sao ấy, 2,1 triệu, mình sẽ xem lại hóa đơn. Rồi, hóa đơn của cái bộ này là bộ chăm sóc da cơ bản ở đây là 2 triệu mấy, ở đây nó ghi là 3,255,000, đó là giá bán lẻ các bạn ạ. Giá bán lẻ là 3,255,000, nhưng mà thực ra thì mình chỉ thanh toán 2 triệu mấy thôi, bởi vì là giá bán lẻ nó đắt hơn giá của thành viên là 30%, thì tức là thành viên của công ty sẽ mua với giá rẻ hơn 30%. Rồi, ở đây là một cái công dụng này cung cấp cho da nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng đấy, làm giảm nếp nhăn, chống nắng, rồi là giữ độ ẩm cho da, tăng sức đàn hồi, làm trắng da đấy, và bảo vệ khỏi những cái tia hồng ngoại. Thì đây, đây là cái xem có bị ngược rồi, bởi vì nó quay cam trước thì sẽ bị ngược. Đây, sản phẩm của họ là như thế này nhé, các bạn thấy này,
Đây. Rồi ở đây là có 5 nọ. Thì 5 nọ này nó có hướng dẫn sử dụng hết. Thì hướng dẫn sử dụng nó ở đây này. Mình đã nhìn thấy nó ở đây. Phải bóc ra. Tiền thanh toán rồi đúng không? Tiền mua rồi. Cứ đâm thủng thôi. Cứ chơi thôi. Đây. Rồi. Đây. Nó chính là hướng dẫn sử dụng các bạn ạ. Trong này có hết. Thì ở đây nó sẽ có step 1, step 2, step 3, 4, 5. Rồi. Từng bước một. Thực ra thì những cái này mình vẫn chưa dùng bao giờ và mình chưa hiểu cách dùng nó lắm. Thì mình sẽ hiểu được là đây này. Cái lọ này sẽ là step 1. Sẽ là cái đầu tiên. Sau đó nó lọ 3 lần. Lọ 3 lần. Lọ 3 lần. Lọ 3 lần là lọ ở giữa này. Sẽ là lọ thứ 2. Bước thứ 2. Sau đó là đến lọ này. Sẽ là bước thứ 3. Và đây 4. Rồi đây là 5. Rồi. Đó. Mình không biết là quên mất rồi. Mình cũng không đọc rõ nó này. À đây cũng có một cái nữa. Đây cũng có một cái hướng dẫn này. Step 1. Qua phần. Đây là Z-Cube nhé. Z-Cube. Mình review để cho các bạn nào mới vào đấy. Mới vào công ty. Muốn trở thành thành viên như công ty như mình thì cũng có thể có cái kiến thức. Thì cái này là sữa rửa mặt này. Rồi cái này là cái gì đó để bảo vệ cái gì đó. Rồi cái này lại làm cái gì đó mình không nhớ lắm. Thì đây là một cái bộ chăm sóc da. Nó là một bộ luôn. Một bộ luôn để chăm sóc da luôn. Là đấy như công dụng mình đã đọc cho mình là làm trắng này, giữ ấm này. Rồi là cái trị mụn gì đấy, các thứ gì đấy. Hôm qua gì đấy. Đấy là như đấy. Rồi ở đây mình sẽ có một cái hộp này mà mình chưa biết là hộp gì, thì mình sẽ lấy cái hóa đơn mua hàng này. Hộp này là một hộp 3 lần. Hộp này là hộp gì đây? À, đây là một hộp thực phẩm chức năng để bổ sung canxi cho cơ thể. Rồi đây là một hộp chức năng bổ sung canxi cho cơ thể. Đó. Mình đã mua cái hộp này. Rồi, đây. Hộp này đang có giá là 730.000. 735.000. Đấy, 30% thì nó chỉ là hơn 500.000 một hộp này nữa. Bởi vì nó là thành viên rồi mà. Đây. Bổ sung canxi, các bạn thấy này. Ví này, màu đen lâu nhá, màu lâu này. Đấy. Tất cả nó của Hàn Quốc hết. Rồi. Mình cũng chưa uống ở đây này. Đây nó có tiếng Việt này. Đây, thành phần là có mu, đấy, calcium, đấy, 62% thì manje này, oxy thì vitamin D, vitamin D2, manco và thành phần khác, đấy, chiết xuất công thức rau củ quả gì đó, rất nhiều các thành phần ở đây, rồi sử dụng bổ sung canxi, vitamin D và manje cho cơ thể hỗ trợ xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn, đấy, đối tượng sử dụng là từ 16 tuổi trở lên, không phải là thuốc này. Liều lượng là uống một viên trên một lần, hai lần một ngày. Đấy, duy trì đúng theo hướng dẫn này. 120 viên. Rồi. Tiếp theo. À, làm lọ chăm sóc da mặt nữa. Đây là một cái gọi là lông cơ. Để cho cái mặt nó không bị chảy xệ. Nó không có quá nhiều nếp nhăn và không có... Nó cho nó căng ấy, cảm giác như là da nó căng như da bé này. Trong cảm giác trông nó trẻ. Thì đây là một cái bộ sản phẩm như vậy. Bộ này thì nó rất nhiều gói như thế này. Đây, có nhãn hiệu này, cũng là toàn tiếng Hàn thôi. Vì nó là đồ Hàn Quốc mà. Đó. Thực ra thì mua cái này để dùng nó rất là xa xỉ, nó rất là đắt. Một cái hộp này biết bao tiền không? Một hộp này bây giờ nó là bán lẻ đang là 3 triệu 285 nghìn. Một hộp này bán lẻ. Thì mình lấy của công ty đã là 2 triệu mấy rồi đấy, 2.1 đấy. Okay. Rồi, một hộp này thì nó có 4 cái gói này. Có 4 gói thôi mà, mình tưởng 5 nhưng có 4 thôi. 4 gói thì chắc là mỗi gói này sẽ dùng 1 ngày, 1 gói, không là 1 ngày, chắc là 1 gói. Lần này sẽ dùng 2 lần, chắc thế. 2 lần, 1 ngày gói. Mình đoán như vậy. Vì nó bôi, bởi vì là mình không thể hiểu hết được cái tiếng Anh và cái tiếng Việt. À, với tiếng Hàn ghi trên này thì mình sẽ xem lại các cách hướng dẫn sử dụng sau. Mà chắc là như vậy. Đây này, hướng dẫn sử dụng này, mở một túi dùng tay hoặc cọ vừa một lượng vừa đủ thoa lên đều
nhỏ thoa đều lên phần da mong muốn, đợi 20 phút 30 phút rồi rửa đi bằng nước sạch. Đấy, sau khi rửa mặt thực hiện các bước chăm sóc da như bình thường. Đấy, xuất xứ tại Hàn Quốc. Rồi đấy, nó hướng dẫn như vậy, tức là một một cái này chỉ xoa một lần đi, mà mình nghĩ là nó nhiều đấy, nó sẽ nhiều, mình chưa có cao bao giờ. Rồi cuối cùng là một lọ, một chai dầu gội đầu các bạn ạ. Gội đầu nhé, mình nghĩ rằng là cái dầu gội đầu này thì ai cũng phải dùng đúng không, mình không mua của Clear hay là X-Men thì mình sẽ mua của thằng này thôi, với cái hình thức bán hàng ai cũng mong bán được hàng nên là đó. Sản xuất ra cái này thì thực ra cái vấn đề đấy nó không phải là gội đầu hay không gội đầu, mà vấn đề là cái hộp này cũng rất là đắt đỏ, bởi vì nó mang cái giá của Hàn Quốc mà bán ở Việt Nam các bạn cũng rất là đắt đỏ đấy. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn này, lọ này đang có giá là 310.000 đấy, 300 hơn 300 nhựa không ạ. Đấy, đây chai này hơn 300 Hàn Quốc dầu gội. Đấy, làm sạch và ngăn ngừa tóc hư tổn và bóng mượt đấy, bạn thấy không, hơn 300 nhưng mà cái này là của Hàn Quốc, nó rất là thơm, cái mùi thơm nó nhẹ dịu. Rồi, gội đầu không phải rửa tay các bạn nhé. Rồi đây là cái review của mình đã mua những sản phẩm này và nó đã là khoảng mình đã phải thanh toán 5.160.000, 5.160.000 để trở thành thành viên của công ty và mua giá bán buôn của tất cả các món đồ này. Đấy, thì có thể ở đây nó rất là nhỏ, cái này nó khá là nhỏ, rất nhỏ và bạn bạn sẽ cảm thấy nó rất là đắt với cái giá mà các bạn mua, bởi vì thứ nhất nó là hàng Hàn Quốc thì nó sẽ đắt hơn hàng Việt Nam một chút, với cái thứ hai đó là cái hình thức bán hàng của họ ấy, là hình thức bán hàng mang tính chất là đa cấp, thì cho nên là những cái gì mà họ bán nó cũng phải có cái phần trăm để chia cho người bán hàng, tức là phần trăm, tức là cái người bán hàng họ phải có công bán, tức là cái phần trăm chia người bán hàng, nên là cái này nó đội giá lên hơi hơi cao một chút. Nhưng mà thực ra để so các bạn đấy, ví dụ như các bạn mua cái kéo như thế này ấy, mua cái kéo như thế này và khoảng tầm 15.000 chẳng hạn, nhưng mà thực ra nhập vào ấy, thì nó cũng chỉ khoảng tầm 7.000 hoặc 10.000, tức là những người bán kéo họ lãi một đến đôi, họ lãi một đến đôi. Nhưng cái này ấy, thì nó là mang cái sản phẩm Hàn Quốc cho nên là chúng ta có mua cảm thấy hơi đắt. Đấy, các bạn cảm thấy các bạn có thể đầu tư được và có thể tham gia bán hàng được, với cái này thì cũng rất là tốt, bởi vì đây là một cái cơ hội rất là mới mẻ, đây là một cái mới mẻ, nó rất cái này nó rất là mới mẻ so với thị trường, thì cái này nó là mới vào, nó là thị trường đầu, nó là đầu tiên đấy các bạn, nó là đầu tiên. Thôi mình sẽ cất cái này vào, cái này tuy là mình đã phá cái hộp ra một tí nhưng mà mình phải cất này vào, cái này nó là bộ chăm sóc da, mình tạm thời mình sẽ chưa dùng đến, khoảng tầm một hai nữa mình sẽ dùng. Chưa dùng đến đây đấy. Cả bộ lưng da mặt mình cất đi, chỉ có dầu gội và cái này mình sẽ dùng luôn thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và chúc các bạn sẽ đưa ra quyết định gắn cho cuộc đời mình và thành sớm thành công trong cuộc sống. Ui, trời ơi, chặt quá, sao đây? Rồi, goodbye, chẳng đẹp các bạn.